Rồi, ok, hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với trực tiếp game. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục con The Dark Picture, The Devil in Me anh em nhé. Game đang tới cái giai đoạn gọi là có thể nói là bắt đầu gay cấn rồi đấy. Thực sự gay cấn rồi đấy. Khi mà kẻ giết người, kẻ phản diện, tên thủ phạm thực sự đã xuất hiện. Và không còn những cái màn gọi là lừa lọc hay là kiểu ngọt nhạt thẽ thọt với các nhân vật chính trong team của chúng ta nữa. Mà giờ thằng đấy nó ngửa bài luôn rồi. Cái khu biệt thự của chúng ta bây giờ trở thành một cái mê cung và các thành viên đã bị chia cắt với nhau. Thế thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục để xem là liệu tôi có giữ được mạng sống cho cái team này hay không. Tự nhiên cảm thấy kiểu cái trách nhiệm của mình nó cao hơn hẳn đấy. À, trách nhiệm cao hơn hẳn. Thôi, còn bây giờ mời tất cả các anh em vào, không nói nhiều đỡ mất thời gian. Ok. Rồi, vào thôi. Hôm trước là mình chơi đến cái đoạn là đang vào vai của nhân vật Erin đúng không? Ủa, khiếp cái gì này? Ủa, vừa mới vào đó cái gì nhìn kinh này? Resident Evil à? Nhìn con zombie kia giống kiểu cái đời, cái thời Resident Evil ngày xưa ấy. Cái hồi mà tôi vẫn còn nhớ là nó còn chơi trên máy PS1 cơ. Cái mặt con zombie hệt như là cái con đang ngồi ấy. Nhìn trông ghê vậy, cái mồm nó bị kiểu 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 thối rữa, bị phân hủy ấy. Xong cái mắt nó trắng dã, mồm cái há ra nhìn trông ghê vậy. Nào, vào. Anh em yên tâm, thật với anh em luôn, kinh nghiệm của tôi chơi đủ các thể loại trò chơi, không lẽ tôi lại không qua được cái trò này à? Yên tâm luôn nhá. Tôi đã nói là sống hết là sống hết nhá. Úi dồi ôi, khổ thân Erin gớm, thở. Thở vừa thôi em ơi. Úi dồi ôi là thở. Úi dồi ôi. Có cần phải thở mạnh với không máy? Con này là có thế này thế nào? Lỗi game à? À rồi, nó dừng thở và anh em bạn khiếp, nghe tiếng nó thở mệt hết cả người. Mặc dù là tôi cũng không có ý gì với cả những cái người bị bệnh hen đâu, nhưng mà cái game này nó làm cái tiếng thở kinh quá. Gì đây? Treatment for what? Cái gì sử dụng rắn để điều trị bệnh ấy hả? À không, cái này là dầu rắn à? Kinh. Đây toàn là những cái kiểu những cái tài liệu từ ngày xưa thôi, từ thời ngày xưa ấy. Rồi, từ năm ở cuối 1890 cái gì đấy, cái gì đấy? Viện Silver Ash là sao? Một cái viện anh em ạ. Sao tự nhiên trong này lại còn có cả một cái viện là sao? Viện điều trị này. Kinh không? Ui, đây 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 là cái hình, chính là cái hình thằng zombie lúc đầu tôi thấy đây. Bên cạnh là cái mũi nhà bác sĩ. Ôi trời ơi. Khiếp. Khiếp, nhìn trông kinh thế. Nhau có cái xô ở kia để tay vào à? Chắc sợ quá trang bị sẵn một cái xô. Cái thằng chủ của cái biệt thự này nó bệnh hoạn lắm anh em ạ. Nó toàn xây dựng cái con ma nơ canh này thôi, và bên trong con ma nơ canh nó đều có những cái cơ cấu ấy. Tôi không biết là cơ cấu gì mà kinh lắm. Rồi xem cơ cấu gì mày giỏi, mày dọa tao xem nào. What the Cái quái gì thế này? Cái mồm mày chắc có thể nó cắn vào được đấy. Cái bơm kim tiêm này có thể nó sẽ sọc vào người mình được đấy. Nghỉ lắm. Mà thấy cái con này nó không bỏ cái tai nghe ở trên cổ đi mày. Thời buổi này còn đeo tai nghe đi, cắt đi cho nó nhẹ. Khổ. Này này, chết này, chết này. Đừng có sờ vào sốc này, đúng ngu thế, lúc nào cũng sờ vào. Nhưng thôi, chúng ta phải sờ, với đây là game mà. Chúng ta phải sờ rồi. Ôi trời ơi. Ôi. Cái này là điều trị cho bệnh nhân à? Ôi, thanh niên kia bị nôn ạ. À. Nôn xong phát, mẹ vừa mới cúi đầu xuống nôn, thanh niên chọc cho phát là hết nôn luôn. Thuốc chữa nôn à? Kinh phết nhỉ. Rồi, bác sĩ ăn sau tiêm bệnh nhân nhớ phải nhìn vào nha anh nhá. Mắt anh ấy coi như là trơ mắt trẫu ra, nhìn đâu này, nước non gì anh. Còn anh này, anh em nói cho anh luôn, uống rượu nó vừa thôi nhá. Không phải có va vẩn đâu. Vợ con rồi nhá. Uống bia, uống bọt gì, uống rượu gì thì cũng vừa vừa phải phải thôi. Nghe chưa, không có lợi em, hơi em lụa nhá. Cứ phải dạy cho một bài học khổ. Giờ tôi làm cái gì đây? Hiểu hiểu trong cái... trong cái khu nhà, à trong cái nhà này nó còn xây cả một cái khu vực ẩn để mô phỏng lại cả một cái bệnh viện, gớm thật. Tôi không rõ là nó làm cái bệnh viện này với cái ý đồ gì. Không biết là thằng sát nhân năm xưa nó có bị ám ảnh bởi một cái bệnh viện như kiểu thế này hay không, thì tôi cũng không biết. Lại cái gì ở đây?
Tôi không muốn mở đâu, nhưng mà đây là game chúng ta phải mở thôi anh em ạ. Không có gì phải sợ hết. Ồ, có cái đài. Nó lại ghi âm lại đấy, lại kiểu giống kiểu cái thằng so ấy. I want to play a game. Ông Dumet. Ồ, tôi muốn đội của tôi chết. Tôi sẽ đưa họ đến cho ông vào cuối tuần ngày hôm nay. Cứ giết họ đi. What the hell? Thế sao giọng của lão Charlie? Ơ? Lão Charlie là... Lão Charlie thỏa thuận trước với cả thằng... Thằng Dumet là sẽ giết cả team này. Hay là đoạn này chỉ đơn giản là... Là giọng của ông Charlie muốn đưa cả team ấy để quay phim. Tôi không chắc lắm. Nói thật với anh em cũng không chắc lắm. Nhưng mà thế này thì đúng là plot twist. Mình nghe lại xem nào. Ông Dumet. Ở đây tôi muốn cả team tôi phải chết. Đúng rồi. Tôi sẽ đưa họ đến chỗ ông cuối tuần này. Cứ làm đi thì đúng rồi anh em ạ. Không, cái này không phải là đưa team đến đây để quay phim rồi. Thằng cha này chứng tỏ nó đã ghét cả team này bởi vì bị cả team này khinh thường chăng? Cho nên là sao cái dòng phụ đề nó hiện mãi kia. Con game này nó cũng có những cái lỗi rất vớ vẩn nhá. Kiểu những cái lỗi nó cũng lỗi nhỏ thôi nhưng mà rất khó chịu. Hay là nó giả giọng ông Charlie nhỉ? Ông Charlie ông trưởng đoàn ấy. Ông đạo diễn ấy, hay nó giả giọng nhỉ? Chứ bây giờ ông đấy, lão đấy không lẽ biết tất cả mọi chuyện từ đâu? Well, ồ, fuck you Jamie. Sao lại còn có cả cái đoạn tin nhắn của cái em da màu, em Jamie nhắn tin với cả với cả bạn bè à? Tức là con Jamie này đang đang chat với cả một đứa bạn. Bảo là em Erin này đúng là cái mẫu người con gái mà Jamie thích. Nhưng mà em Jamie em bảo là ai Erin đã thôi nào. Cái sở thích của tớ phải là một cái đứa mà nó kiểu rông giật cơ. Chứ không phải là cái đứa kiểu hiền lành như là Erin. À, lại còn thế nữa. Erin, hello? Jamie? Jamie lại gọi cho mình kìa. Nó có bị chen cái câu phụ đề kia vào được buồn cười không? Jamie à? Đấy. Nó có bị nhận cái phụ đề bực mình. Rồi chấp nhận rồi anh em nhá. Erin, cậu đấy à? Ừ. Hello? Xin chào. Can you hear me? Cậu có nghe thấy tớ không? Chuyện quái gì vậy? Cậu không an toàn đâu Erin. Cậu phải nghe tớ làm thế gì mà tớ bảo. Nó lừa đấy, tôi ghi nó lừa lắm. Được rồi, mình cứ bình tĩnh hỏi nó đã. Ơ kìa, sao lại có cái gì đây? Game khủng vừa mới ấn vào cái này đây nào. What the hell? Khổ, đang đến cái lúc gay cấn. Cho em vào game anh ơi. Ơ? Anh ơi. Anh game ơi. Why are you telling me this? What's happening? Anh game ơi, có thể cho em chơi được không anh game ơi? À đây. Lại quay lại rồi. Yêu cái gì này sao tự nhiên này tối om thế này? Trốn, con này không chạy được, con này yếu lắm. Tôi nghĩ là con này chỉ có thể trốn được thôi. Như vậy là chúng ta nghe thấy giọng của em Jamie nói là phải làm theo đúng những lời mà em mới bảo. Đang ở trong một nơi rất nguy hiểm đây, cái thằng Dumet đấy đúng không? Thằng sát nhân thật đây. Cứ bình tĩnh, không phải sợ em ơi. Cứ bình tĩnh. Con này yếu đuối, tôi đoán là cái giải pháp trốn là chuẩn. Nhưng mà cái pha đấy không hiểu sao lại có giọng em Jamie ở trong mồm của thằng bệnh nhân nói ra. Hai thằng này nó ghi âm giọng. Ôi, chết tôi rồi. Mẹ nó biết à. Là sao? Sao tắt đèn đi? Tắt đèn đi ví đồ gì? Ô, nó đi rồi. Máy quát nó đi rồi. Charlie. Jamie. Jamie.
Hai người có ở đâu không? Họ đâu cả rồi? Hopefully somewhere safe, wondering where the hell we are. Hy vọng là họ cũng đang đi tìm chúng ta. Kết. Chúng ta không kiểm tra chỗ này. À, cái cửa bị đóng lần trước đây, cửa sập bị sập xuống đây. Chuyện quái xảy ra ở đây vậy? Chúng ta bị khóa ở đây hay sao? Có vẻ đúng rồi đấy. Đợi đã. Sao? You hear that? Is that them? Where's it coming from? Sao lại có giọng một người phụ nữ nói chuyện cả lão đu mét? Somebody's in the restaurant. Có ai đó đang ở bên trong khu nhà hàng. Giọng người phụ nữ. Nó lại cho mấy con ma nó canh nó cho mà xem. Ôi rồi, nó còn giả lập lại luôn cả đoạn nói chuyện giữa cái team này với nhau đây này. Ghi lại đúng cái đoạn mà lão Charlie từng kiểu ủng hộ tất cả người trong team để làm hòa tất cả người trong team luôn. Thằng này nó quay lại toàn bộ cái cảnh này xong nó mẹ dựng lại luôn, kinh chứ. Chuyện quái xảy ra thế này. Ghê phết nhỉ. Mark, what are you doing? Mark, anh làm gì vậy? Stay back from it. Đừng có chạm vào bọn chúng. Cứ bình tĩnh thôi, không có vấn đề gì. Nó chỉ là mấy con man canh, sợ cái gì? Bình tĩnh đi. So, it's a bunch of mannequins. Vài con man canh mặc giống chúng ta thôi. Yes. Có gì đâu mà phải sợ, đúng rồi. Sợ cái gì? Kinh nghiệm của tôi là không phải sợ. Dầm ba con man canh, bù la bù lêu. Thằng kia nó chỉ đánh vào tâm lý của mình thôi. Nó đang khiến cho cả team này kiểu hoảng loạn, sợ hãi để nó dễ dàng nó thao túng. Tôi đâu có dễ dàng bị dọa như vậy. Thật anh em luôn câu cho nhanh. Ôi sao mình lại vừa nghe thấy cả tiếng Erin là sao? Thầy nó ghi âm lại xong nó giả lập giọng à? Okay, this is fucked up. What the hell is going on? Giờ vẫn hỏi chuyện quái gì đây? Kinh. Kết đây. Này có cái gì đâu nhỉ? Man canh này có gì để tôi xem. Cái này Jamie đây. Quái gì đâu. Erin đây. Thằng này nó cho ăn mặc quần áo các thứ y hệt như là ngoài đời luôn. Kinh thật, nó đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Tôi nghĩ là nó chuẩn bị sẵn sàng được như thế này một phần cũng là bởi vì là nó cấu kết với thằng cha Charlie chăng? Nhưng thằng cha Charlie nói trước cho vậy. Nó biết chăng? Sao nó sắp xếp được quần áo chuẩn như này được? Trông giống hệt ông ta. Không thể nào mà có thể có một kẻ chuẩn bị thứ này trong vòng có vài tiếng vừa qua được. Đúng rồi, nó phải có một sự chuẩn bị sẵn rồi. Không biết có phải thằng lão mẹ Charlie, lão đạo diễn phù hợp với chúng nó không? You hear that? Anh có nghe thấy không? Footsteps. Có tiếng bước chân. And they're getting closer. Và họ đang đến gần hơn. Watch out. Ôi ôi. Kìa. Con man nó canh của Erin kìa. Kinh phết nhở. Thằng cha ơi, cái này đi thoải mái với tôi đi. Ôi tưởng thế nào. Dằm ba cái trò thở này sao làm khó được tôi. Mày có giỏi mày mở cửa vào đấy. Thằng đu mét, mày có giỏi mày mở cửa vào đấy. Tao chơi nhau mày luôn, tao sống mãi mày luôn. Cái gì đấy? Ô kìa. Oh shit. Đây. Jamie. What's going on? Mình chơi nhầm vào đầu em này à? Ơi, tớ xin lỗi. What are those things? Mấy thứ này là gì vậy? Oh my god. Chúa ơi, when that wall shut, khi mà cái tường nó đóng lại, tớ vui quá khi mà cậu vẫn ổn. Đu Matt đã giết cái ông coi như là người hầu ở đây rồi. Ngay trước mắt coi như là bọn tớ. Đu Matt á, hắn ta đã tạo ra tất cả chuyện này. Hắn ta đội cái mặt nạ. Và tớ biết chuyện này vô lý đến như thế nào mà tớ không đùa. Chúng ta phải đi thôi. Đợi đã, thế còn Charlie đâu? Tớ không biết, bọn tớ bị tách nhau ra. Không thể có chuyện này xảy ra được. Are you fucking kidding me? Kinh không? Jesus, shut it up! Nó lại phát ra âm thanh từ mấy cái con man ở canh này. Cứ chết. Này thì chết, này ui vãi, mắt của ai đấy? Mắt thật à? Không, đây chỉ là đồ giả thôi. Chắc được lấy từ thú hay gì đấy thôi, chắc chắn phải như vậy.
Làm gì có chuyện mắt thú nào được như này. Không, không thể như vậy được. Mắt... Ôi dồi. Nó đúng là mắt thật rồi. Không thể chịu được chuyện này nữa. Chúng ta phải ra khỏi đây ngay thôi. Nói thật với anh em nhé, một khi mà gặp tình huống này, tôi sẽ không bỏ đi tay không này đâu. Tôi sẽ quyết tâm phải tìm cái thứ gì đấy làm vũ khí cho mình. Có thể tôi phải đập vỡ một cái ghế, tôi lấy chân ghế hoặc tôi lấy một cái thanh hình trụ nào đấy. Bây giờ tầm này trong tay còn đeo có cái vũ khí nào thì hơi vô lý. Roommate, ông muốn chơi bọn tôi à? Ra đây, ngay bây giờ. Chơi nhau đấy. Ồ, chúng ta quay trở lại với Charlie rồi. Lão Charlie bị rơi đấy. Trước là đứng ở trước cái cửa trong phòng lạnh, thế là nó sập luôn cái hầm xuống phía dưới đấy. Lão này là lần trước là nếu tôi không nhầm là chúng ta xem được tương lai lão này sẽ chết cháy. Rất có thể là cái thử thách cho lão này sẽ làm một cái chỗ nào đấy có lửa. Rồi rơi vào trong cái phòng giam rồi. Công nhận cái tòa biệt thự này kinh thật đấy. Cấu trúc, cấu chiếc, nó sửa. Mình phải ra khỏi đây. Cái cảnh này giống kiểu chơi Resident Evil phết nhỉ, chìa khóa này. Nhéo trong nhà tù để chìa khóa cho phạm nhân ngay trên này. Ôi ôi. Nó có cái gì đấy? Lửa à? Đấy, mẹ lão này tương lai là dễ là chết vì lửa đây này. Cứ bình tĩnh. Đúng rồi. Chìa khóa của cái chuồng, chìa khóa của cái phòng giam. Cứ bình tĩnh mà làm, không có gì phải sợ hết. Jamie đi từ bao giờ rồi còn đâu mà hello. Jamie, I'm okay. Jamie, tôi vẫn ổn. Thôi, mở cửa đi thôi. Chìa khóa luôn. Em có gì đây không? Chịu khó lút đồ anh em ạ. Chịu khó lút đồ. Đấy, biết ngay có đồ gì đây. Logbook. Một quyển... À, cái này là một quyển ghi lại các... contact cả các danh bạ à? À không, đây là một cái quyển ghi nhớ thôi. Ngày 17 giờ 19 phút 5 giờ chiều ngày mùng 17 tháng 1 năm 2017 là gần như toàn bộ đoàn đã tới hòn đảo. Rồi cái này tôi nghĩ là cái đoàn mà tới đây để sửa cái biệt thự này. Và chúng ta đều biết là các thành viên trong cái đoàn này là bị nó giết hết rồi. Đây. Ngày 10 tháng 2 năm 2017 lúc 5 giờ chiều là bắt đầu làm việc trong cái phần là xây dựng cái phòng giam ở dưới tầng hầm này đây. Rồi. Sổ ghi nhớ về cái chuyện sửa chữa thôi. Cái gì đấy? Kìa có cái viên có cái chỗ cái lỗ cái kia nhìn thẳng nó nhìn có cái đấy đấy. Lỗ cái trước mặt thế kìa. Cái lỗ cái trước mặt này là sao? Từ đằng này có gì đây? Bức ảnh. Một người nằm ở trong rừng và chết. Đây là nạn nhân đầu tiên. Tai của nạn nhân đã bị kiểu cắt xẻo. Nạn nhân đầu tiên của sát nhân ở Chicago. Ô, này. Từ từ. Để tôi xem thêm cái ảnh này đã. Đây là một cái xác không rõ danh tính. Bị rất nhiều coi như là vết dao đâm. Kịch nam. Những cái vết thương cũng giống như là cái nạn nhân đầu tiên. Có vẻ như là chung một cái loại vũ khí giết người.
Có vẻ như chúng ta đang có một cái kẻ săn người ở đây. Đây, tai cũng bị xẻo đi đây. Lần này là tai bên trái. Xẻo rất là giỏi. Cho nên là mất máu rất ít. Chết trong vòng khoảng từ 30 đến 40 phút. This differs from the earlier MO. If you remember, that John Doe was still alive when the teeth were removed. Ôi, nạn nhân trước còn vẫn còn sống khi mà bị hắn ta nhổ răng à? This guy is learning. Hắn ta đang học hỏi cách giết người. Kinh vậy. Đến nạn nhân thứ hai. Nạn nhân thứ hai này là ngoài cái việc bị dao đâm ở trên người ấy, thì còn bị lế cả răng. Nó bẻ hết răng. Nhưng mà từ từ nhá, tôi thấy có một cái sự rất trùng hợp giữa cái nạn nhân đầu tiên. Anh em có nhớ trong cái trường đoạn mà thằng thủ phạm nó vào trong cái phòng tối mà Erin ở bên trong và đang bị hen không? Nó đưa cho Erin cái thuốc để cái thuốc hít vào để chữa cơn hen ấy. Xong rồi nó đưa con dao trên tai nó khực một phát, lúc đấy tôi không nhìn, tôi cứ tưởng đầu tiên nó cắt tai hay là nó cắt tóc, nhưng ra không phải. Nhưng mà có vẻ như là nó đang mô phỏng lại những gì mà thằng sát nhân trong quá khứ đã từng giết người. Đấy, tức là đáng lẽ là Erin sẽ là nạn nhân đầu tiên bị xẻo bên tai. Và sẽ có một nạn nhân thứ hai là bị lấy hết răng. Đó. Được rồi, ok. Nói chung là thằng sát nhân nó bị ám ảnh bởi những thằng sát nhân loạt ngày xưa kia. Chỗ này có cả màn hình, máy tính luôn này. Máy trường. Gì đây? Giật chúng thôi. Thế nào, nó có play cái đĩa nhạc cho mà xem. Kinh, nhạc thính phòng luôn ạ. Con game này như tôi nói với anh em mà nó có những cái nét mà khiến chúng ta cảm thấy rùng rợn ấy. Thí dụ chúng ta chơi The Quarry chẳng hạn thì chúng ta biết là có thằng người sói rồi. Nên nhiều những cái cảnh mà có thể là người ta bị giết một cách máu me mà chúng ta không sợ, mà chúng ta chỉ kiểu bất ngờ, hoặc là chúng ta cảm thấy nó sợ theo cái kiểu khác. Còn con game này thực sự cảm thấy nó rùng rợn ấy. Con trưởng đoạn cảm thấy rất là rùng rợn nhá. Thề. Đúng như kiểu nó chơi một con game kinh dị thật ấy. Được rồi. Cạt xuống đi. Rồi, nó mở cái cửa này ra. Thằng kia nó vẫn gắn máy quay theo dõi mình ấy. Chắc chắn luôn. Còn cái cửa này là sao? Sao nó lại buộc một cái con man, một con búp bê ở đây là để làm gì? Này, con búp bê này. À, thằng nó định cày bẫy. Xong ông này ông bảo tao mà ra được khỏi đây tao sẽ gọi cảnh sát để bắt mày. Tôi nghĩ là không phải là Charlie là chủ mưu như là chúng ta nghe cái đoạn băng nó ghi lại đâu anh em ạ. Nó muốn chia rẽ team này, nó nghĩ nên kiểu nó có thể nó dùng cách ghi âm như thế nào đấy, nó giả giọng như nào đấy thôi. Chứ không thể là có chuyện Charlie phù hợp với cả thằng sát nhân này được. Mà tôi không chắc lắm, nó thật với anh em mấy tầm này mình chưa đủ thông tin, không biết là như nào. Này, mở ra thì đéo nó có gì ở trong cái mặt này. Nhưng tôi cứ mở làm đéo tôi. Ô, chỗ này là chỗ lúc nãy mình vừa đi ra đúng không? Thằng kia nó cài rất nhiều những cái điểm để mà nhìn kiểu theo dõi nhá. Có những cái lỗ trên tường để theo dõi nhá. Cài rất nhiều chỗ luôn. Có thể là ngay từ lúc nãy mình vừa mới ra khỏi phòng giam nó đứng ở đây cũng nên. Không biết thế nào đâu. Tưởng có gì giải đồ khó khăn chứ cứ kéo đây là mở thì dễ quá. Có gì coi như thử thách em hơn không anh ơi? Lách qua đây. Không, nhưng mà tôi có một cái cảm giác này nhá. Không biết anh em có giống tôi không ấy, nhưng mà cái không khí, cái bầu không khí kinh dị rất dễ tạo ra khi mà chúng ta đứng ở một cái nơi hoàn toàn hoang vắng hoặc là tăm tối và có một kẻ nào đó bật một cái bài hát opera thính phòng lên. Tôi chơi rất nhiều con game rồi và nó đều tạo chúng ta cảm giác kinh hãi như vậy. Không, tôi không rõ là vì sao nhá, nhưng mà đúng kiểu ở trong cái nơi nó tăm tối, không tự nhiên có tiếng hát camera nó ghê ghê ấy. Ngày xưa tôi chơi con sở Evil Within thế. Cảm giác rất là ngột ngạt.
Không mở được cái này ra à? Đấy, dùng cái này thôi. Cạc ngay thôi. Đấy, quá đơn giản. Mấy giờ mà mày định khóa tao? Đấy, lấy được một đồng xu nữa ngay. Mình lại mở được tương lai rồi. Hy vọng là cái tương lai sẽ có ích. 7 cái 9 luôn anh em ạ. Kinh không? Tầm này cái trình độ loot đồ của tôi nó là thượng thặng mẹ luôn rồi. Sau cái series God of War Ragnarok. Trình nó phải gọi là. Ơ nhưng mà cái chỗ này là cho cái gì mở ra? Từ đã. Ở đây nó có dấu mấy ngọn lửa nhá. Cái này là nếu mình gạt nó sẽ chạy theo cái đường dây này, từ từ tôi xem cái đường dây nó dẫn chúng ta đến đâu đã. Không thể nào mà chúng ta gạt vớ vẩn được, nó sẽ chạy ra cái này đây này. Nó sẽ mở mấy cái khí ga này ra đây này. Nhưng mà tôi nghĩ chúng ta không cách nào khác, chúng ta vẫn phải mở thôi, mà chúng ta biết trước là mở cái này ra sẽ khiến toàn bộ đây này sẽ có khí ga dò ra chăng. Chờ đi. Bây giờ phải ngại. Tắt điện rồi. Cái gì đấy? Ai hết đây? Ai trưởng? Quái có miệng làm âm thanh sợ thật. Ai? Thằng Dumet. Nhặt vội cái gì đấy làm vũ khí đi. Như tôi nói với anh em điều rất vô lý cho cái bọn nhân vật trong này là không thằng nào nhặt một cái thứ gì đấy làm vũ khí nhá. Nó có thể nhầm cái viên gạch ở đây cũng được thôi này. Chứ cũng không hẳn là phải một cái hình trụ hay là một cái gậy hay một cái gì đấy. Nhiều khi chỉ cầm cái viên gạch. Hoặc là đây này. Dưới có mấy cái đồ này, bẻ đập nó ra lấy cái mấy cái thanh gỗ này cầm tạm trên tay cũng là vũ khí rồi. Đó là cái thứ đầu tiên phải nghĩ tới. Không hiểu sao. Cứ đi thấy không rồi. Đây, nó mở cửa này ra rồi đây, chính là cái cửa trước đây. Ồ. Nó cảnh báo trước cho mình biết nó sẽ đốt, nó sẽ thiêu cháy mình. Ok, được rồi. Tao xem trước tương lai của cái việc mày giết tao rồi, mày đừng có tưởng. Tao tiên tri Van Ga Dũng nhá. Cái phòng kia chắc chắn là bẫy, mà cứ từ từ chúng ta cứ đi đấy xem đã. Thế còn trong cái phòng này chắc chắn là mình đi vào sẽ làm cái bẫy gì đấy. Có thể nó sẽ sập cửa lại hoặc là như nào đấy, rất nghi nó sập cửa lại mà chúng ta cứ phải vào thôi. Để xem. Nó để bao thuốc lá à, nó biết thanh niên này nghiện thuốc. Như vậy là nó cũng là cái, nó lấy cái bao thuốc ở trong cái máy bán hàng mà bị hỏng đấy. Well, hello, gorgeous. Xin chào bao thuốc thân yêu. Praise the Lord. It's này real. Châm lửa là chết này. Trong này là cái đoạn kia là mở là thế nào. Nó cũng mở cái hơi ga hay gì rồi. Đừng cố hút nhá. Hiểu mi cái gì trong giờ phút này. Con thấy cái bao thuốc ở đây mang lên hút ạ. Không có bật lửa. Đây rồi, nó xịt rồi. Nó xịt hơi rồi. Biết ngay nó đóng cửa mà. Bình tĩnh. À đây, quay lại với nhóm này rồi. Đi vào trong quầy bar. Trước có thằng Manor Canh ở đây cơ mà. À đây, bây giờ mở cái cửa xuống đây rồi đấy. Này, hộ này nghe thấy cái tiếng nhạc kìa. Chính là cái đường xuống tầng hầm mà lão Charlie vừa ở trong này đấy. Cả hội có gặp được Charlie không? Ôi, nhìn thấy luôn này. Nó cho cả đội này nhìn thấy ông này bị thiêu cháy luôn ạ. Sử tô cái thằng. Ôi, thò được tay ra ngoài à? Không được. Cô nghĩ nó tính cả rồi, khó lắm. Nó còn cố tình nó để cho mình cái này. Cửa chắc chắn lắm. Gì đây? Cống à? Một cái đường cống. Đang cố nậy lên. Ôi dồi ôi, nó xịt hơi ga vào rồi. BBQ rồi. Ê. Ôi xong anh Charlie rồi. Này. Này. Tôi ở đây.
Ôi ôi, nó nhìn luôn kìa. Nó chiêm ngưỡng luôn kìa. Thôi xong. Thôi xong. Ôi, tay cầm bật lửa luôn kìa. Không. Mày làm gì vậy? Xin mày. Không. Dừng lại. Tao xin mày. Ôi dồi ôi. Giờ sao? Làm nào sống? Nhớ bọn cái cứ trơ mắt ếch ra nhìn à. Làm gì đi chứ? Giờ sao? Phá cửa hoặc là mở phía dưới không? Cửa này không thể phá được. Cửa này rất chắc chắn. Nhưng tôi nhìn cửa đấy tôi biết không thể phá được. Chỉ có đẩy cái này lên thôi. Xem có được không. Cố lên. Nậy lên đi anh Charlie ơi. Rồi. Nó chui xuống đi còn ngồi đấy. Thầy điên à. Chui xuống đi. Cái bị dở hơi à. Ok. Nâng lên được rồi. Hiểu nghĩ cái gì luôn. Mở ra. Được rồi. Nhưng mà xuống dưới này vãi, nằm dưới này hả? Từ từ đã, ở trong cái căn phòng kín mà lửa cháy như thế này, thanh niên này sẽ nói thật với anh em là chết vì khói chứ. Chứ không phải là chết vì nhiệt đâu. Ôi, thành lò thiêu dưới đây rồi anh em ơi. Tôi chọn sai rồi. Thì phá cửa à. Tôi cứ tưởng dưới là cái cống có thể bò đi được chỗ khác được. Ê, hóa ra là cái chỗ này không phải cống à. Nó chui xuống thành cái vỉ nướng luôn à. Đau cháu. Things are starting to heat up for our friend. Có vẻ như mọi thứ đã trở nên nóng hơn nhiều rồi đấy. Charlie có thể đã bị coi như là nấu chín. It can be difficult working with someone you've been involved with. Thật là khó để làm việc với những gì vậy. Tôi nghĩ rằng Mark và Kate chắc sẽ tìm ra một cách và để hiểu thêm về nhau. Chúng ta coi như chúng ta có như thấy thế nào về cái con mana canh của Dumet? Một số trong số chúng trông khá là thật. Và tôi không biết là hắn ta lấy đâu ra những cái phần để lắp ghép như vậy. Có lẽ là tôi sẽ cho anh một số những cái gợi ý. Anh nghĩ sao? Ok luôn. Let's take some inspiration from the works of Sir Arthur Conan. Hãy cùng lấy coi như cảm hứng từ Sir Conan. Herman Mudgett was so enamored with Sherlock Holmes that he borrowed his tác giả của Sherlock Holmes. Sir Conan Doyle. Here. He has a brain of the first order. He sits motionless like a spider. In the center of đang ở giữa cái web has a thousand radiations. Ở giữa một cái lưới nhện. Well, every quiver of each of them. Và trên lưới nhện có rất nhiều cái cảm ứng bán tăn ở giữa cái lưới nhện đấy và có thể biết được tất cả mọi chuyện xảy ra. Tôi vọng rằng từng đó có thể giúp được anh. Cái đấy mà là gợi ý hả? You'd better get back to things. Cái này là tôi nghĩ là ý của cái lão dẫn chuyện là đang nói đến kẻ thù truyền kiếp của Sherlock Holmes. Đó là thằng cha Moriarty. Nó là vua của mạng lưới ngầm. Nó ngồi một chỗ thôi nhưng mà tất cả những cái tin tức ở xung quanh thế giới ngầm mà được báo cho nó. Sau này là Sherlock Holmes ở trong chuyện là cùng nhảy cùng nó xuống dưới cái thác nước. Nhưng mà cuối cùng là thằng đấy chết, còn Sherlock Holmes sống. Tôi có thể cứu được ông ấy. Khổ. Bọn này phải chiêm ngưỡng luôn cả cảnh đấy luôn, kinh chứ. Ôi ôi. What the fuck? Nó ngồi nó xem hết mà. Wait.
lại có giọng một đứa con gái. Tôi nghe thấy giọng ai đó ở phía dưới. Nếu là Erin thì sao? Không thể Erin đâu, chỉ làm cái bẫy thôi. Chúng ta bắt buộc phải xuống để xem sao thôi. Xuống thì xuống. Sorry anh em nhá, tôi đã hứa với anh em là không để ai phải chết. Nhưng pha này tôi thật với anh em luôn là tôi đã suy tính đúng theo logic rồi đấy. Tôi cứ nghĩ cái đấy là cái cống thật cơ, là chui xuống xong mình bò. Giống kiểu trong cái bộ phim cái gì nhỉ? Mà có thanh niên bị đi tù oan ấy nhỉ? Xong rồi dành ra cả mấy chục năm để đào tường chui dưới cống thì chui ra bên ngoài ấy. Tự nhiên lại quên mất cái tên phim đấy. Khổ. Ai ngờ đâu bên dưới lại có chung đến 5 giờ không? Chà. Chúng ta đang ở đâu thế này? Đây như kiểu là một cái kiểu như ký túc xá ấy nhỉ? Kinh thật. Thế này mà có một cái đội đến đây để xây dựng cải tạo chỗ này mà nó không tự hỏi tại sao thằng này lại muốn cải tạo lạ kỳ như này à? Đúng không? Thấy mùi có gì đấy không ổn nữa. À mà cũng có báo được cảnh sát đéo đâu, đến sửa nó xong mà giết hết luôn mà. Cũng đúng, nhưng tại sao nó phải giết cả cái đội đến đây cải tạo chỗ này vì nó không muốn cái bí mật nó lộ rộng gì ấy. Columbus Spa. Columbus Spa? Nhau ơi, sao nó có cả chỗ spa ở đây là sao? Đã còn có cả giọng coi như một người tên là Laura bảo nơi này mở cửa sẵn sàng đón chào quý khách. Chúng tôi sẽ có đối xử với quý khách như cực kỳ ngon nghẻ. Kinh phết. Chỗ này tôi nhìn rất quen nhá. Ngày xưa này tôi không nhầm, ngày xưa tôi chơi cái trò DCX là cũng có một cái chỗ gần giống như này này. Không biết anh em có nhớ không, tại vì tôi chơi rất nhiều lần DCX rồi, có một cái map mà cũng có một cái ở giữa, nó có một cái giống kiểu cái bể bơi này này. Xong xung quanh nó có mấy cái mấy cái giá như này. Đúng lắm. Đi xung quanh xem có đồ gì không đã. Vua lút đồ anh em nhá. Vua lút đồ. Không phải là vua solo, không phải là cái gì mà đây tầm này là vua lút đồ. Có một con mana canh nằm kia nhá. Bình tĩnh đã. Keep looking around. Mana canh một đứa thợ xây. Chỗ này rất dễ nó sẽ cài một cái bẫy gì đấy đây này. Nhưng mà mình cứ động vào cho nó vui sợ nhau. À không, nó để một cái, nó để một cái loa ở đây. Ô oh, Jesse Clark. Đây là một trong những công nhân tới đây để cải tạo cái biệt thự này đây. Cái khách sạn này đây. Thế chắc là cũng bị thằng kia nó giết rồi. Jesse Clark. Ô, gì đây? Đây, lên đây. There must be something useful around here. Chắc chắn là có thứ gì đó hữu dụng xung quanh đây. Tôi cần phải có một cái gì đấy để đặt lên trên này thì mình mới đi qua được. Ô, nhảy được à? Nhầm anh em, cứ tưởng phải có cái gì đặt cái ván để qua đấy, hóa ra là mình nhảy phát được luôn. Bất chiến tự nhiên thành hơi quê. Gì đấy? Jesus. Sao đấy Kết? Kết bị làm sao vậy? Kêu ầm lên, có gì đâu? Ôi dồi, thần hồn nát thần tính. Này, ở sau đít của em Jamie này có cái gì tôi nhìn giống như cái tua vít ấy nhở? Ờ em này cũng là kiểu chuyên môn setup cái khu vực quay phim nên chẳng phải có tô vít, tôi viết sửa điện sửa đủ. Đoán thế. Giờ sao? Thấy cái mợ gì đâu? This way? À đường này. Ờ đây đường này. May có thanh niên kia tự nhiên
bảo không có chắc được, tôi cũng không biết đâu. Làm sao để đi vào đây? Ê! À đây, đội có bắt phải từng người đi qua một. Rồi, lên thôi. No point just standing around. Gì đấy? Nhạc hiệu gì đấy? Kìa, lại có cái giọng nói tất cả coi như là khách tập trung để chuẩn bị cho quá trình coi như là điều trị. Chỗ này bị khóa nhá. Cái này chưa mở được. Đấy rồi. Thế còn cái cửa này thì sao? Chúng ta nên mở cửa nào trước đây? Thôi, cửa này sáng sủa, mở trước đi. Mark, giúp tôi một tay. Tôi nghĩ là chúng ta có thể đẩy được cái thứ này. 3, 2, 1, đấy. Ô lào bố lều. Ôi tôi xong tôi rồi. Mẹ, nó cày bẫy. Nó cày bẫy chí quá. Chuyện gì vậy? Chúng tôi sẽ quay lại với cậu. Cố gắng ở lại đó. Nó lại tách đoàn rồi. Khổ. Cái gì? Thứ này không có bên trong kịch bản. Tôi... Này, tự nhiên sao mình lại nghe thấy cái giọng của một đứa tên là Laura nói rằng là thứ này không có trong kịch bản. Hay là con Laura bị thằng cha của nó bắt tới đây để xong nó bắt phải đọc mấy cái thứ đấy theo kịch bản. Xong rồi có một cái gì đấy không đúng kịch bản. Thế là con Laura nó mới thắc mắc, nó bảo cái này có trong kịch bản đâu. Đúng rồi, thằng kia nó bắt phải đọc theo những gì nó ghi lại mà. Grand Theft Dumet Builder, công ty xây dựng Dumet à? Cái này là sao? Cái này là nó giống như kiểu chúng ta nhặt đủ 5 cái card visit này để chúng ta mở cái achievement cho game thôi. Chứ cũng không có gì là gì cả. Chứ nó không ảnh hưởng đến cốt truyện chính đâu. Gì đấy? Ôi, vào đây kiếm đồ đi. Kìa, lại có một coi như là thành viên khác trong nhóm công nhân. Em này tên là gì? Thả tôi ra, thả tao ra thằng khốn nạn. Đây, Laura đây. Ôi dồi, em Laura bị nó bắt phải ghi âm lại. Xong là nó giết luôn. Em này là chuyên là nghề thợ điện. Laura Murphy. Khổ. Bị nó đâm thẳng vào đây. Nó còn mô tả lại luôn cả cái vết thương luôn đây này. Đâm rất nhiều phát ở trên người luôn đây này. Tôi nhìn thấy nhất phải 3 phát 4 phát trên người luôn. Mà này, có lẽ nào là mẹ nó ở bên ngoài, chúng ta nhìn cái này là mannequin. Thực ra là cái mannequin nó chỉ là lớp da bên ngoài, còn bên trong là người thật không? Mẹ, bên trong là cái xác người thật thì thôi. Hồ sơ của cái công ty xây dựng đúng không? Cái công ty cải tạo chỗ này đây. Ô, có một nhân vật có tên là Monica. Có viết cho cái em Jesse. Nói rằng tôi sẽ rời ngay khỏi đây đây. Khi mà... cô đọc được cái thứ này thì tôi đã rời khỏi hòn đảo rồi. Đừng có đi tìm tôi. Tôi bỏ. Tức là có một người tên là Monica có vẻ đã biết được rằng có những cái thứ, có những cái thứ bí ẩn bên trong cái khách sạn này, cái biệt thự này, và cô ta đã định bỏ trốn. Tôi chắc là cũng không trốn được đâu. Thằng kia nó săn kinh lắm. À đấy, đường này, đường lúc nãy. Ô, con chim của Odin kìa. Ô kìa, đấy, thằng Dumet. Kinh không? Thằng này nó có những cái đường đi bí mật, thiếu hiểu ở đâu ra nhở.
kinh vãi. Mà rõ ràng cái đoạn này thì chỉ cần em kết em quay lại đây là sẽ gặp được ngay mình thôi mà. Đúng không? Vừa bị tách đoàn xong quay đây là biết ngay thôi mà. Trong này có gì không? Ôi rồi ôi, nó còn treo cổ luôn một anh trong nhóm lại làm việc luôn à. Anh cứ bình tĩnh để em xem xung quanh đây có cái gì không đã. Ngon, nhờ thêm đồng xu rồi. Lại biết thêm được tương lai ngay, chuẩn bị sẵn tinh thần. Ủa, lên tận 19 luôn kìa. Nó còn ghi âm lại cả tiếng bị treo cổ luôn ạ. Bố sư, anh này là Frank Handerman. Trông to khỏe như này. Ô, thanh niên này giống kiểu người châu Á nhỉ? Không không, không phải giống người châu Á. Nó trông lực điền như này mà cũng bị nó bắt nó giết cơ mà. Không biết là thằng kia nó có cái mẹo gì kinh vậy. Thôi đi tiếp thôi. Thanh niên Mark thì hiểu. Đợi nhau đã. Thanh niên Mark để tóc bộ xoăn anh em ạ. Có thể gọi là Mark xoăn được đấy. Từ 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 từ, có cái gì ở đây nhỉ? Nó tự đứng ở đây nó còn nó hiện ra cái gì đấy. Không, chắc là nhảy lên thôi. Hiểu, đàn ông con trai để phụ nữ đẩy lên trước ạ. Lady first chứ. Stay close. Obviously. Ôi. Em này còn bị nó xích chân ở đây. Con game cũng nhận các trưởng đoạn làm kinh thật. Lại một nhân vật khác trong cái đoàn xây dựng. Nó giết hết. Không tha vào ai luôn ạ. Nhưng mà kiểu thằng đấy mà nó sắp xếp nó giết hết được người trong này nó cũng kinh đấy. Mình nó mà nó xử hết người trong này cái gì này, mê cung cái gì này. Ôi. Gì ấy? Ô, lại có thêm đồng xu ngon. Ủa, tôi nhặt được nhiều quá. There must be a way out. Chắc chắn là có đường để ra khỏi đây. Ok, Mark Swan. Ok luôn anh Mark Swan. Đương nhiên rồi, game mà cho chúng ta xuống đây phải có đường ra khỏi đây chứ anh Mark Swan, thế mà anh cũng nói được à? Nói như anh nói làm gì? Chắc là mình nhảy từ đây, 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 phải lên đây. Lên đây. Nhảy. Ok. Thăng bằng qua đây. Đi qua đấy mà không đi được chỉ. Qua là vơ vẩn. Qua là vơ vẩn. Rồi với một người phá đảo Elden Ring như tôi, nó lại định thử thách trình nhau à. Xuống thôi. There must be something useful around here. Phải có thứ gì đấy hữu dụng xung quanh đây. Thứ gì hữu dụng? Thấy cái gì đâu? Đây quái gì đâu nhỉ? Hay là nó ở á đấy? Lẻn qua cái tường ở sát bên kia. Đi nhanh Max Swan này. Ngày tôi nghi là có khi là cái thằng sát nhân này nó là cái thằng ngày xưa bị khóa Facebook đấy mà. bị khóa Facebook một cách vô lý đấy. Mark. Nó cay anh Mark. Give me a hand moving this shit. Mark, giúp tôi đẩy cái cửa này lên. Ok.
Úi dồi khiếp, nhìn trông. Úi dồi, không biết là anh em có giống tôi không, chứ có một số trường đoạn là mắt tôi nó cứ nhìn đi đâu anh em ạ. Thề luôn ý, nó không nhìn trước mặt đâu, nó cứ nhìn đi đâu. Nhìn đâu tôi không nói đâu nhá. Nhìn đâu tôi không nói đâu nhá. Lẻn vào đây đã. Ồ, đây chính là cái chỗ treo cổ anh gì đây, anh công nhân đây. Treo cổ ma nó canh thì đúng hơn. Còn tôi không rõ là nó có mô phỏng chính xác gì mà nó làm với cả cái nhóm kia không, nhưng tôi đoán là đúng. Bởi vì là khi mà nó giết nó còn ghi âm lại luôn, để sau này nó phát lại. Bố sư. Ủa cái gì này? Vãi, trò chơi gì đấy? Ôi ôi, trò chơi yếu gì thế này? Buộc hai người vào nhau ạ. Xong rồi nó từ từ nó kéo hai người này lại, kéo cái xích lại. Xong rồi ở giữa, nếu tôi không nhầm là nó gọi là cái gì nhỉ? Cái bánh răng đúng không? Nó gọi là cái lưỡi cưa đúng không? Gọi là cái lưỡi cưa ở giữa nó sẽ quay. Nó sẽ cắt vào người của cả hai luôn. Ai cả. Biện pháp tra tấn kinh thuật. Từ đã cái gì đây? Không lẽ phải ấn vào đây? Ấn đi, sợ cái gì? Mấy giờ phải sợ? Trời đi. Ôi xôi ôi, cái lưỡi cưa. Ơ anh này mà cố răng thì em mày lại bị kéo vào. Ôi rồi ôi. Tức là nó sẽ cho một người có cơ hội sống, nhưng phải giết người còn lại. Thằng mất dạy thật. Con Monica bị giết rồi. Không mở được cái cửa này anh em ạ. Chúng ta phải có đây cái chìa khóa mà nó vừa mới đưa ra ở đây chúng ta mới mở được. Nếu tôi không nhầm là cái em Monica này có phải là cái em lúc nãy từng viết thư để lại là tôi sẽ trốn khỏi hòn đảo này không nhở? Tôi không ở đây nữa đâu ấy. Có đúng không? Thế là thanh niên này sống xong rồi như nào? Kinh thật. Đúng kiểu trò chơi tử thần. Thôi, mở này ra. Đấy đấy, mình mò trên cái hành lang. Gì đấy? Tiếng quạ củ đâu đấy? Sao tôi không nhìn đi đâu được? Không quay được camera là sao? Ở đây. Cái gì đây? Cái camera cái này nó làm rất ngu nhá. Cái đoạn này gần như là không thể nào quay được camera đi hướng nào luôn. Ôi ngon, 25 đồng xu luôn. Mình nhiều xu quá. Đây chỗ này bắt đầu quay ổn rồi này. Lúc nãy nó không cho mình quay luôn. Nhặt cái đồng xu xong nó cho mình quay, chứng tỏ là để nó cố tình nó làm cho mình không nhận ra có cái đồng xu ở đấy đấy mà. Thằng làm game mất dạy. Này thì không biết là kết đâu. Mình phải di rời cái bàn này ra. Mark, giúp tôi. Di chuyển cái bàn này đi. À đây, Kate đây rồi. Mark, Jamie đi à? Kate. Đúng rồi. Bọn tớ vẫn ổn. Chúng ta ổn rồi, cảm ơn Chúa. Bọn tớ tìm mấy chìa khóa rồi, chúng ta ra khỏi đây thôi. Ơ thế là mình sống. Ơ. Thế là mình sống qua đây mà không bị thương cái làm gì à? Tớ tưởng chỗ này phải có thử thách gì cho cái nhóm này chứ nhở?
Bọn này ra ở đây rồi. Có nghe thấy gì không? Lại cái tiếng nhạc thính phòng rồi. This way. Đường này. Chúng ta vẫn không biết số phận Erin như thế nào. Đúng rồi, Erin vẫn đang ở trên mà. Erin vẫn đang nấp ở trong cái phòng 181 là cái gì? 0181 là cái gì? Đây, Erin đây. Chúng ta quay trở lại với Erin. Khổ vẫn nấp trong này ạ, khổ vẫn chưa ra. Phải tôi thật với anh em luôn, tôi sẽ nấp trong này đến khi nào tôi chết đói thôi. Hoặc ít nhất là nấp đến sáng. Bởi vì tôi thật với anh em luôn, thằng sát nhân nó tìm mình mãi nó cũng chán mà. Ôi, chưa xong tôi rồi. Vai. Tránh xa tôi ra. Ông mẹ, cái thằng này kinh vậy. Tôi đừng nó đợi à? Hay nó cắm mắt à? Nó chưa bẩn. Chứ cánh me chứ bẩn. Ôi, đừng có vào em ơi, nó đừng có vào. Con này vào đây là lại ngu đấy. Đã bảo đừng có vào rồi. Nó lùa mà nó ngu thế. Nó cho vào phòng lạnh rồi. Nghe tiếng của Erin. Chắc đuổi theo. Ở đây nhìn thấy Erin rồi. Ôi kìa. Đéo gì. Nó khóa luôn mẹ lại luôn rồi. Cắn kết lại luôn rồi. Mở. Nhớ mở được. Là sao? Ôi rồi, nó bắt mình cái này có trong trailer đây này. Nó bắt mình phải chọn cứu một trong hai rồi. Erin, cậu có ổn không? Hãy nói với tôi là cậu vẫn ổn. Hãy cho tớ ra khỏi đây. Nhanh lên. Có một cái bẫy khác. Là sao? Cả hai bọn họ đều bị khóa rồi. Cái gì vậy? Làm gì đấy? Nó thả cái gì vào đấy? Nó thả khí gì vào ấy? Nó thả khí độc rồi. Tớ không thở được. Đây, hắn ta cố tình bắt chúng ta phải nhìn cái cảnh này. Đợi đã. Nó đã có một cái switch. Nó sẽ cho họ không khí. Không. Không phải là cả hai người họ. Ôi, là mình phải chọn một người sống rồi. Chúng ta chọn đi gì, ai đi chăng nữa sẽ có phải có một người phải chết. Cái gì? Làm gì đó đi. Hắn ta muốn chúng ta chọn, đúng không? Chúa ơi. Bắt mình phải tự tay giết một người trong nhóm luôn ạ. Tớ không thể. Nếu chúng ta không làm gì cả hai bọn họ sẽ chết. Mark, hiểu không? Các cậu cứu ai cũng được. Hắn ta rồi cũng sẽ giết chúng ta thôi. Tớ không thể nào cứ đứng đây nhìn cậu chết được, Erina. Cứ làm đi. Ngay bây giờ. Làm đi. Chúng ta phải chọn ngay bây giờ. Thực ra thật với anh em luôn là tôi vẫn muốn chọn Kết, bởi vì Kết hữu dụng hơn là con Erin. Con Erin rất là yếu đuối mà trong cái tình trạng mà sống còn như này thì vẫn đây là Kết. Kết mạnh hơn, khỏe hơn. Chúng ta cũng phải làm thứ gì được không? Tới thôi đằng nào. Nếu không cả hai bọn họ sẽ chết. Ờ? Ờ, sao tôi tưởng là ấn cái kia là cứu Kết. Cửa sổ có một cái có một cái chỗ lách khí. Không được rồi, chắc chịu rồi. Sao đập được cái này? Ô, đập được rồi kìa. Ôi, vãi trưởng, đập rồi kìa. Ờ, thế này là hóa ra là tôi chọn ăn may à? Này, thế cái đấy hiện ra là để mình chọn giết ai chứ không phải chọn cứu ai à? Thế tôi chọn mẹ và Kết. Thế cuối cùng mẹ cứu được cả hai. Ờ. Bất chính tự nhiên thành. Ôi trời, cái này đúng là mẹ. Ôi, tát luôn kìa.
She's okay. Cô ấy vẫn ổn. Gì mà càng sống là được. What? Chuyện What is happening? Chuyện xảy ra vậy? Dumet is playing a game. Dumet đang chơi một cái trò chơi. No và đây không joke. Hề phải là cái trò đùa đâu. You okay? Cái này Just nó gọi là leave me alone. Ôi rồi, để coi như là tôi yên. Look. Nghe này, chúng ta phải thông minh. Nếu không một trong số chúng ta sẽ chết như Charlie đã. Đợi đã, Charlie chết rồi sao? Như vậy là cũng xứng đáng với gì mà lão ta phải phải nhận. Cái gì? Ý cậu là sao? Khi mà tớ bị lạc, tớ nhặt một cái đoạn ghi âm. Trong đấy đã có đoạn nói chuyện giữa Charlie và Dumet. Lão ta nói rằng lão ta muốn chúng ta phải chết. Lão ta mang chúng ta đây để chết. Không, không thể như vậy được. Tớ biết gì tớ đã nghe thấy. Chúng ta cần phải có một kế hoạch. Quên cái trò chơi của hắn ta, những cái bẫy, những thứ vớ vẩn này đi. Hắn ta chắc chắn là có một cái điểm yếu. Ý cậu là chúng ta phải làm gì? Phải sử dụng cái đầu của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta chết ở đây, chẳng biết có giải quyết vấn đề gì đâu. Tớ không chơi mấy cái trò thám tử đâu, tớ muốn sống. Chơi trò thám tử để mới giúp chúng ta sống được. Chúng ta chơi trò chơi của hắn ta, chúng ta sẽ thua. Chúng ta cần phải coi như là outing hắn ta. Chúng ta cần phải luôn luôn ở bên cạnh nhau. Đợi đã. Có thể hắn ta đang nghe chúng ta ngay bây giờ đấy. Đúng rồi, được đấy. Chúng ta phải đi đâu đây? À, bây giờ mình cố gắng quay trở về cái chỗ cái ngọn hải đăng. Xong rồi chiếu cái ánh sáng ở đấy. Sẽ có thể có cảnh sát đi tuần ở ngoài biển. Sẽ nhìn thấy cái ánh sáng đấy có sẽ để cứu mình. Nhưng mà lão ta cái bẫy đấy thì sao? Nhưng đó là cách, là cái con đường giết của chúng ta thôi. Nhưng mà sẽ không ai tin được chuyện này đâu. À, lại còn bảo thanh niên Mark là hãy lấy máy ảnh để quay lại những cái hành động coi như là giết người của thằng kia. Để làm bằng chứng sau này mới tố với cảnh sát được. Có nghe thấy gì không? Những bức tường lại có chuyển động rồi. Đợi đã, chúng ta phải đi cạnh nhau chứ. Chạy nhanh lên, muốn là đoàn tách bè đoàn được bây giờ. Ôi, tôi thề với anh em luôn, cái nhóm này nó ngu không tả được. Đúng kiểu mình đang xem mấy bộ phim kinh dị rẻ tiền ấy. Mọi nhân vật luôn luôn cực kỳ ngu luôn. Ngu điếu tả được. Tự nhiên đang có một tí thôi là bắt đầu tách đoàn chạy. Hiểu luôn. Fuck. Chết thì cũng đáng thôi. Nói thành mình mắc ui. Mất bố cái máy ảnh rồi. Có mỗi cái máy ảnh. Ủa. Ủa. Từ từ. Thanh niên này là may. Cái bẫy của thằng kia có một cái điểm yếu. Cầm lên cái máy ảnh luôn. Có cái máy ảnh này thì mình mới chụp lại những cái bằng chứng, lưu trữ để mình gửi cho cảnh sát về cái việc thằng kia nó giết người được. Cái này thằng kia không tính trước rồi. Cái chỗ kia đáng lẽ sẽ đưa mình ở bên trong cái phòng này này, phòng giam này này. Nhưng mà nó bị hỏng. Gì đấy, acid à? Mẹ. Ai cả trường. Acid. Chắc nó muốn thả xác vào đây để phi tang xác hay như nào đấy. Chà, nó sẽ nhốt mình vào bên trong cái phòng này. Này. Nó nhốt mình vào đây thì khác nào phải nhốt như nhốt chó. Vũ sư cái thằng. Lại có tiền rồi. Tầm này tôi tích cả đống tiền nếu mới giải quyết vấn đề gì không. 35 luôn. Tiền tầm này đúng là biển. Thực ra tôi thật với anh em luôn nhé, cái phương án của cả team này rất đơn giản. Cả team ở cạnh nhau, thằng kia sẽ không bao giờ làm gì được luôn. Thứ nhất là sức nó không thể nào có thể chống lại được 4 người. Mặc dù trong nhóm 4 người chỉ có một nam, nhưng mà trong đấy 3 nữ hoàn toàn và một nam chắc chắn là ngăn được nó. Có điều là bọn này nó cứ mẹ thấy hơi tí cái chuyện gì đấy, nó bắt đầu nó loạn xì ngộ chạy. Đúng kiểu phim kinh dị. Cái này là cái paint thinner, là cái dung dịch để giúp mình sơn đúng không? Làm lỏng sơn ra đúng không? Mình cần phải có một cái thứ gì đấy để có thể lao lên trên mình lấy được cái này.
Có một cái len anh em ạ. Có một cái len, nhưng mà hơi cao. Tôi cần phải mang một thứ gì đấy để mình đứng lên. À không, đây mình có cái này này. Mình có cái với này. Đấy. Ngon. Vừa có máy ảnh lại vừa có cả len thế này thì lại còn len lại còn vừa luôn với cả cái loại ống kính của mình luôn, mới kinh chứ. Này đứng mà trời giúp rồi. Nói thật với anh em, nguyên cái pha mà tôi bảo định cứu kết cùng thì giết kết và cuối cùng lại sống cả hai thì cái này đúng là chân mệnh thiên tử dân gì nữa. Trời giúp thì còn gì, gì phải lo nữa. Giờ máy ảnh có ống kính là chụp được rồi. An tâm luôn. Nhưng mà phải nói thật với anh em mà trong này anh em thấy có cái lỗ hổng nào trong cốt truyện không? Đó là cả một cái nhóm thợ xây đến đây để làm việc nhá, mà cuối cùng chết hết, đéo về. Mà không có bất kỳ ai đi điều tra. Thôi thì cứ cho là trong nhóm đấy có thể có một hai người không có gia đình đi. Làm sao có chuyện cả một cái nhóm như vậy mà không ai có gia đình? Làm gì có chuyện là trong cả nhóm đấy không có ai nói rằng là mình sẽ đến đâu đấy làm việc? Mà khi mà mất tích chắc chắn người nhà báo cảnh sát ngay đúng không? Họ sẽ đến cái chỗ này, họ kiểm tra ngay, họ lùng sục trong này mẹ ra ngay, bí mật ngay. Làm sao mà trốn tránh được? Đến đây làm việc xong mất tích, đúng không? Làm gì có chuyện người như phải con vật kéo đâu. Từ đã, chỗ này nó không cho mình mở. Vậy thì mình phải làm sao ở đây đây? Có cái chỗ nào đấy mà tôi... À đây đây, có cái gì này? Ủa trốn. Thằng kia nó vào. Cái nó vào nó kiểm tra đấy, nó kiểm tra xem mình đã vào trong cái... À không, nó vào đây nó lấy đồ. Chắc nó vẫn nghĩ là thanh niên này đã bị vào trong chuồng rồi. Tay đôi với nó luôn. Cái tuổi éo gì. Anh hiểu không, tầm này mà mình có trong tay một cái vũ khí gì mà trong mày đầy ra mà nhặt bất kỳ cái thứ gì đấy. Thanh niên sức dài vai rộng như này mà kể cả không có gì, cầm ngay cái máy ảnh táng vào đầu thôi. Là nó đi ngay. Nó hiểu sức dài vai rộng phải sợ thằng đấy ạ. Nó đi chưa? Chắc có điều đấy. Nó mở cửa này ra rồi, ngon. Ui. Gì đấy? Tiền đấy là sao? Trốn vào đây, trốn trốn, chạy nhanh lên. Rồi. Mày, cái camera game điều khiển ngu thật. Kìa, ở dưới này mà nó không nhìn thấy kìa. Thanh niên sức dài vai rộng mà phải sợ cái thằng này. Tội đến ạ luôn. Thằng kia đóng cái gì đấy? À, cái tầm này nó không để ý này. Cầm lấy chân nó giằng một phát, ngã dập xuống sàn. Đè người nó và đấm thẳng mặt nó luôn. Nó cưa con ma nó cánh. Thôi chết rồi, nó rơi cái này xuống, nó sẽ xuống nó lấy. Nó sẽ cùi xuống nó lấy đấy. À, nó không nhìn thấy mình. Khổ. Có làm cái trò gì đây không biết. Mình có nên chụp ảnh ở đây phát không nhỉ? Chụp ảnh mà làm bằng chứng chứ.
Đấy. Đây là mana canh của ấy đúng không? Của Kết đúng không? Nó định làm gì với cái mana canh của Kết đây? 7293 là cái gì? Từ mũi của mana canh có một cái là 7293. Từ từ tôi phải lấy cái điện thoại tôi chụp lại anh em ạ. Tầm này phải lấy cái điện thoại chụp lại cho nó nhớ chứ. Đầu óc tôi tầm này nó già rồi, nó không được minh mẫn. Quay tay nhiều trí nhớ yêu. Được rồi, 7293, ok. Sau này đây có thể là một cái pad hay một gì đấy đấy. Gì đấy? Thằng mana canh nó à, được, thằng này là cái thằng ở quầy bar đấy. Thằng mana canh ở quầy bar đấy. Sao đây có gì không? 0028 nhá. Chúng ta nhớ lại luôn cái con số này luôn này. 0028 này. Mỗi một con mana canh ở đây nó có đều có 4 số. Không rõ để làm gì. Từ từ, xem trong phòng này còn thứ gì mình có thể lấy được không đã. Ủa, giật cơ mình. Chữ một đống mana canh trong này thế này cơ mà. Nó phải chuẩn bị sẵn như này. Tôi nghĩ là bởi vì nó sẽ lùa rất nhiều người tới khu này nó giết, cho nên là nó phải chuẩn bị sẵn rất nhiều mana canh. À, có một cái số nữa nhá. 6883. Ok. Có một cái đầu. Vãi. Ủa, đây là răng người thật anh em ơi. Nó giết một ai đấy xong rồi nó lấy cả cái hàm bộ hàm của người ta ra, nó đưa vào trong cái đầu của mana canh này, kinh chứ. Thằng bệnh hoạn thật. Nhặt tạm cái tay cái chân mà con mana canh ở đấy mà làm vũ khí cái thằng này đây này. Nhặt tạm cái này cái chân đi làm vũ khí mà đấm nhau mà đánh nhau. Thực ra tôi thật với anh em luôn, tôi cũng phải rút lại ý kiến là tôi muốn là thanh niên này solo cả cái thằng kia, bởi vì tôi nhìn cái thằng sát nhân đấy tôi sâu chữa một số thứ lại, tôi nghĩ rằng thằng đấy không phải là một cái thằng bình thường đâu. Không phải một thằng yếu anh em ạ. Nó muốn giết được toàn bộ cái nhóm thợ xây trước đây mà trong đấy có những cái thành viên mà tôi nhìn thấy trông rất lực điền, để chứng tỏ thằng này phải thứ nhất là nó phải giỏi võ, nó rất khỏe. Hoặc nó phải là ui. Nấp. Gì đấy? Tự nhiên đèn tắt là sao? Nó vào rồi. Thằng này có thể là trông người nó thì không đô lắm, nhưng mà nó phải chuyên gia mẹ combat đấy. Cho nên là bảo là mình mà solo với thằng này, mà thanh niên này cũng chỉ là một thanh niên thành phố. Dân thành phố, tất nhiên là thanh niên thật, nhưng mà dân thành phố thứ hai làm việc kiểu nhiếp ảnh nữa ấy. Sức lực không có ấy. Chuyện đồ nghi rồi. Anh ơi, đừng vào đây anh ơi. Không có gì đâu anh ơi. Mẹ, nó chuẩn bị có mana canh cái làm gì vậy? Chính ra quả Mark Swan trốn được khỏi cái phòng giam ngon phết. Mình biết được rằng thằng ấy đang chuẩn bị làm cái trò gì. Khi là cảnh báo được cả team. Từ đã, xem đấy có cái gì đây. Một cái mũi khoan. Ấy từ từ. Mũi khoan. Cái gì đấy? Chế cái gì đấy? Lắp mũi khoan vào cái gậy này à? There we go.
Đấy, có thế chứ, Xiên à? Hiểu hiểu quả vũ khí. Kiểu mẹ kẹp cái mũi khoan vào trong cái gậy đấy để thành vũ khí ạ, à, tụi đến chịu. Bo tay. Tưởng chế cái vũ khí gì kinh lắm. Này là cái gì? Ủa, nó bảo kìa, hãy ấn nút đi, hãy ấn nút đi. Ồ, okay. Từ đéo ấn đâu, từ từ đã. Nó bậy đấy. Nó bậy đấy anh em ạ, tôi không ấn đâu. Chỗ này dễ là mẹ. Nó để cái này đây, mình động vào thì mình vỡ mồm. Cái này là nhìn thấy trước tương lai rồi. Mark chết à? Kết nhìn thấy Mark đang nằm dưới đất xong rồi lật Mark lại. Xời, 40 tiền luôn. Quá là giàu. Nhưng mà thực sự nói thật với anh em mà tôi tò mò cái này quá anh em ạ. Mặc dù tôi biết là mình không nên ấn đâu nhưng mà tôi tò mò ấy. Ấn mẹ đi. Ôi đây là người. Đây là người thật anh em ơi. Da thịt người thật chứ không phải là ma nơ canh đâu. Cái này là một người thật. Vậy cả. Ấn đi, sợ cái gì? Ấn nút là ấn nút vào thanh niên kia bị điện giật chết luôn. Và trước đây đã từng có một thanh niên bị nó tra tấn một cách như này. Hoặc là thằng này nó đang test anh em ạ. Nó đang test một cái hệ thống để sau này nó đưa một ai đấy vào. Ghê vậy. May cái đấy không phải bẫy. Tôi quá tỏ. À đây thôi, cái này chắc là password. Rồi đó nha. Cái gì đây? Một cái thẻ ghi năm 1989 là sao? Thẻ FBI? Hector Munday? Ôi vãi. Thằng cha Hector Munday làm trong đơn vị nghiên cứu hành vi à? Của FBI xong bị xóa mất cái mặt đi kìa. Hay ở đây chính là thằng sát nhân. Mày có khi thế thật. Có khi thằng sát nhân chính là một thằng FBI. Cựu coi như đặc vụ FBI. Rồi nha, tôi sẽ nhập mấy cái pass mà mình từng lấy được ở đây nhá. Ở trong mấy commander canh nhá. Giờ đến lúc sử dụng đây này. Đầu tiên là 7293. 7 2 9 3. Ok. Ui ôi. Sẽ có cái cảnh đánh Jamie đánh bay cái mắt của cái con kia nhở? Được rồi, tiếp tục đi. 0028 0 0 2 8 Ủa, đây là cảnh quay lão ấy đấy mà. Lão Charlie đây mà. À, đây là máy quay nó ẩn, nó gắn bên trong mấy con ma nơ canh. Ủa kiểu đứng là ngay đằng sau Charlie luôn kìa. Được rồi, tôi hiểu. Những con số ở bên trong mấy con ma nơ canh là cái số hiệu của camera. Cái nơi mà thằng này nó gắn cam. Được rồi, có một cái là 6883. Thì sau khi mà nó gắn cam ở đấy xong ấy, nó sẽ thu thập được cái đoạn này đưa về cái bản doanh này của nó. Nó quay mình này.
Tôi chết rồi. À không không không. Đoạn này đoạn trước, đoạn trước. Cứ tưởng là cái đoạn mà tôi bị điện giật cái con mannequin trước, mannequin ngồi kia thì chết. Được, ok, không vấn đề gì. Như vậy là rất khả nghi là thằng cựu nhân viên FBI này chính là thằng sát nhân. Còn tại sao trở thành sát nhân tôi không biết. Hay là nó nghiên cứu hành vi tội phạm xong ám ảnh mẹ luôn. Nó phát điên. Đây này, tấm ảnh của những cái thành viên mới vào cái lực lượng FBI. Thằng này chắc chắn là thằng đứng giữa. Bị xóa mặt đi. Nó xóa hết mặt nó đi để không ai biết mặt nó là gì luôn. Không biết mày là ai. Thế thì đúng là mình không nên đối đầu với thằng này thật anh em ạ. Đúng là lúc trước mình hay bảo thanh niên là sao không solo với nó đi. Nhưng mà nó đặc vụ FBI, mẹ giỏi giỏi võ lắm. Thanh niên không chơi được. Psychological assessment conducted by Dr. Isabella Garcia. Cái gì đấy? Nghiên cứu tâm thần á? Bệnh nhân Hector Munday. Behavioral observation. Hector đến coi như là muộn 24 phút. Chính là cái thằng FBI đấy. Chúng tôi ngồi xuống và bắt đầu cái ca làm việc. Và anh ta tỏ ra rất khó để diễn tả cái cảm xúc của mình. Hector đã làm việc rất nhiều và sau đấy không ngủ ngon. Hector nói rằng gần đây cái bà mẹ bà mẹ chết. I strongly recommended a course of antidepressants. Và tôi coi như là đề nghị anh ấy uống cái thuốc để coi như giảm stress mà anh ta không chịu uống. Và có thể là sẽ ảnh hưởng đến quá trình điều tra của anh ta. Hector describes his work in immaculate detail, and contrary to earlier in the session, his thought content is both coherent and logical. He is displaying an unhealthy obsession with his work, but his recent bereavement may be the underlying issue. Tức là cái điều kiện của thằng này làm việc là không phù hợp. Thằng Monday này là sau khi mẹ chết là có vẻ có yếu tố liên quan đến tâm thần. Cái này là kết luận của một bác sĩ tâm lý ở bên trong lực lượng FBI. Chắc là sau sự việc này là nó bị đuổi khỏi ngành hay như thế nào đấy. Thằng này bị đuổi khỏi ngành hay như nào đấy rồi. Vì sức khỏe tâm thần không đảm bảo, dẫn tới những cái sai sót bên trong cái việc điều tra cái vụ án ấy. Rất có thể là thằng này. Cái đoạn này sao này? Để tôi xem lại cái thẻ cái xem nào. Đấy, thỉnh thoảng vậy. Xem lại cái thẻ cái xem nào. Đúng rồi, Hector Monday. Thằng này bị đuổi khỏi ngành rồi. Chắc là nó thù đời. Nó muốn trở thành một thằng tội phạm hoàn hảo. Chuyên lùa con mồi đến nơi mà nó muốn giết. Bò vào đây thì phải đóng lại cái nắp này chứ. Không nó vào nó biết mất. Rồi, chúng ta quay trở lại với Jamie. Tách bố đoàn này thì còn nước non gì. Thôi anh em ạ, tôi nghĩ là ngày hôm nay chúng ta tạm dừng tại đây thôi. Tôi sẽ còn tiếp tục cái con game này trong những cái video tiếp theo. Rất cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi. Và chúc anh em một ngày vui vẻ bên gia đình và bạn bè. Thức khuya xem buồn cúp ít thôi. Giữ sức khỏe mà có như buổi sáng có đi học đi làm nhá. Đặc biệt là tránh xa cá độ, ok. Bye bye anh em.